Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tư Đạt của em. Hôm nay chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin rất là nóng. Sau một khoảng thời gian phát ngôn gây ồn ào, thì tối qua trên trang cá nhân, nam em chính thức chia sẻ cái thông tin là đã nhận được giấy triệu tập từ phía cơ quan chức năng vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Tức là ngày mai thì nam em sẽ có mặt tại cơ quan chức năng để làm việc. Và tối qua cũng có hàng loạt các trang báo chính thống cũng đưa thông tin xoay quanh cái giấy triệu tập này. Và giấc khuya đó, tầm có khoảng 2 giờ thì em có nhận được một cái đoạn video dài gần 2 phút, có một cái nhóm người đi chiếc xe màu trắng. Ở đây người ta cho rằng đó, là giang hồ đã kéo đến nhà nam em để tìm chồng nam em để thanh toán. Nhưng mà ở đây em chưa xác nhận cái thông tin này là chính thức 100%. Tại vì trong tất cả các nhân vật đó, ở trong cái video này chúng ta đều chưa có thấy mặt, chúng ta chỉ thấy tiếng thôi và nghe một cái tiếng là rút cây đao hoặc là cái kiếm gì đó ở trong cái vỏ cục ga, và cũng thấy có đập vô trong cái cửa, chúng ta nghe là vậy. Rồi tiếng một người phụ nữ cho rằng là công an tới kìa, rút lui đi, còn bên kia nói là thách thức là điện đi, điện báo công an đi đó. Thì một chút xíu em sẽ chia sẻ lên trên cái video này để cho quý khán giả cùng tham khảo cái đoạn video đó. Em xin nhắc lại một lần nữa, em chưa khẳng định chính xác đây là giang hồ kéo đến nhà của nam em. Em xin khẳng định cho quý khán giả nha, chứ không phải là em ở đây lại quyết định 100% là em nói cái đoạn video này là giang hồ kéo đến nhà nam em. Đây chỉ là một cái thông tin đồn thôi, còn thực hư cái câu chuyện như thế nào thì chúng ta phải đợi nha quý khán giả xem truyền thông hoặc là báo chính thống người ta có đưa thông tin này không. Cô nam em này cũng là một cái ca sĩ cũng hơi nổi tiếng đó, gây ồn ào trên mạng xã hội, được dư luận và cộng đồng chú ý rất là nhiều. Tôi tin rằng nếu như có cái nhóm giang hồ nào kéo đến nhà của cô ca sĩ nam em thì chắc chắn rằng sẽ có truyền thông báo chí người ta đưa thông tin. Kính thưa tất cả quý khán giả, gần đây thì cô nam em có những cái phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, làm cho dư luận một số người thì người ta theo cổ xí cô này. Nhưng mà tôi xin nói thật luôn, trên mạng xã hội lúc nào cũng vậy, đều như là một cây dao hai lưỡi, sẵn sàng đưa chúng ta lên rồi sẵn sàng cho chúng ta rơi tự do xuống. Cái quan trọng nhất đó là cô nam em á phải chiến thắng được chính cái bản thân của mình, chứ đừng có để cuốn hút vào trong cái những cái bình luận hoặc là một số người người ta công kích mình. Cô nam em có được những cái phát ngôn á đề cập đến bà Nguyễn Phương Hằng, như cô cho rằng là bà Hằng đã có oxy đi làm từ thiện này kia đó, thì nói chung là đây là một cái ý rất là tốt của cô nam em. Nhưng mà dần dần sau đó thì cô nói á, tao đợi cô Hằng về đi, tao sẽ khui ra sạch sẽ hết. Bây giờ cô Hằng đang ở trong đó đó, nếu như tao nói lên thì hai con cháu tao vào chung sao, cho tụi mày cười sao. Thì quý khán giả thấy còn có bao lâu nữa đâu, hơn 10 ngày nữa là cái phiên phúc thẩm bà Nguyễn Phương Hằng sẽ chính thức diễn ra. Mà tại đây báo chính thống đưa thông tin đó, là bà Hằng có thể được xem xét phan hồng giảm nhẹ. Tôi đặt thí dụ giảm bà Hằng xuống còn 2 năm rưỡi hoặc là còn 2 năm, và người ta phóng thích tại tòa cho bà Nguyễn Phương Hằng hoặc là 2 năm rưỡi, thì người ta thấy bà Hằng là không cần sử dụng cái biện pháp tạm giam nữa, anh ta có thể là quản lý tại địa phương, cho bà Hằng được tại ngoại, y như là cái vụ mà của Ngọc Trinh không hưởng án treo. Rồi bây giờ cô này phát ngôn vậy, chờ bà Hằng về, như vậy thì cơ quan chức năng ta cũng phải nhìn ngó lại chứ. Nhưng mà hôm nay á, nói chung là cô nam em á cũng nhận ra được cái sai của mình, và cô sẵn sàng đối diện với cái giấy triệu tập của cơ quan chức năng. Tối qua thì trên cái kênh của cô á, tôi có xem sơ sơ, cô nói là chuẩn bị tinh thần cho đi 1 năm rồi đó. Nhưng mà theo cái góc nhìn của tôi nha, cô nam em này chỉ là phát ngôn chung chung thôi, chưa có xúc phạm bất cứ một cái người nào, chưa có gọi thẳng tên ai ha. Cho nên chắc chắn rằng cơ quan chức năng người ta triệu tập lên đây để nhắc nhở và răn đe giáo dục. Nếu mà nặng lắm thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt cô này với cái số tiền là 7,5 triệu đồng. Còn nếu mà cái sai phạm của cô đó nha mà nặng đó, thì trong tôi tin chắc rằng trong mấy ngày hôm nay đó là cô bị đưa đi nè, cái đó là chắc chắn là vậy ha. Rồi em xin phép chia sẻ cùng quý khán giả là cái bài báo VTC News, rồi xong em sẽ để cái video ra đây để cho quý khán giả cùng xem và chúng ta suy luận ra coi cái nhóm người này là ai ha. Nam em thông báo đã nhận được giấy triệu tập sau ồn ào phát ngôn trên sóng livestream á, thì nam em gửi lời tạm biệt mạng xã hội sau khi nhận được giấy triệu tập làm việc vào ngày 28 tháng 2 sắp tới. Trên sóng livestream tối ngày 26 thì nam em thông báo đã nhận được giấy triệu tập từ cơ quan chức năng yêu cầu có mặt để làm việc vào ngày 28 tháng 2
Người đẹp cho biết nội dung trong giấy triệu tập là muốn cô xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng thông báo không biết bản thân sắp đối diện với những gì. Tôi nhận được giấy triệu tập rồi. Ngày 28 tháng 2, hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại của sở thanh tra gửi giấy mời lên đó để giải quyết tình hình như thế nào. Tôi không biết trong giấy mời kêu tôi phải lên để xác minh trong các tài khoản mạng xã hội cho họ. Người đẹp thông báo. Theo lời chia sẻ từ nam em á, là cô có thể sẽ bị phạt hành chính. Người đẹp buồn bã cho biết bản thân không sai nhưng đã chọc vào ổ kiến lửa nên phải chịu. Bà Hằng cũng ổ kiến lửa, còn đây cũng ổ kiến lửa ha. Nghe cái từ ổ kiến lửa này sao tôi nghe tôi thấy nó quen quen với khán giả, cũng rất là quen thuộc ha. Nam em cũng cho biết muốn dành thời gian sắp tới cho những người yêu mến cô. Cô nói lời tạm biệt và hy vọng fan sẽ không quên cô vào lúc tạm vắng mặt. Và trong đây có chụp hình của cô nam em cùng với cái giấy triệu tập ha. Cô cầm cái giấy triệu tập đưa lên cho báo chí người ta đăng. Những ngày qua, nam em liên tiếp livestream trên mạng xã hội thu hút đông đảo người theo dõi. Cô gây chú ý khi gọi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất trong giới showbiz và kèm theo việc tờ bóc phốt vài người nổi tiếng. Sau khi bị cảnh cáo, nam em xin lỗi khán giả về những hành động livestream gây ảnh hưởng thời không gian mạng trên trang cá nhân. Cô nói bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập yêu bản thân và thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu trách nhiệm với pháp luật, cô cho hay. Tại buổi họp báo định kỳ ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc của nam em livestream. Những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội, sở đã nắm bắt được thông tin và đã cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh. Chúng tôi đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Hồi nói, theo ông Hồi, người sử dụng mạng xã hội cũng chính là những người hưởng lợi từ mạng xã hội. Nếu đưa lên toàn tin tiêu cực, lợi dụng điều đó để xúc phạm người khác thì chính chúng ta sẽ bị ảnh hưởng từ luồng thông tin tiêu cực. Cơ quan quản lý cương quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để có các hành vi phát ngôn lệch chuẩn, vi phạm pháp luật nhằm thu hút người theo dõi. Đó là các trang báo trên cái trang VTC News và rất nhiều các trang báo chính thống khác cũng đưa xoay quanh về cái giấy triệu tập này. Quý khán giả thấy đó là ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi lời cảm ơn truyền thông báo chí, cũng đã lên tiếng phản ánh về cái câu chuyện của cô ca sĩ nam em. Nhưng quý khán giả thấy thời gian qua hàng trăm hàng ngàn người chửi bới xúc phạm vào phía bà Nguyễn Phương Hằng đó. Quý khán giả thấy đâu có ai phản ánh đâu, đúng không? Thấy bởi vì chúng ta thật sự rất tội nghiệp cho bà Nguyễn Phương Hằng. Còn bà Hằng bà chửi bất cứ một ai đó, thì hầu như rất là nhanh gọn lẹ. Chúng ta thấy là cô nam em thật sự có những cái phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đó. Thì chúng ta thấy là những cái kẻ mà đối diện đó, những cái kẻ mà không thích bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì họ rất thích quy chụp, cái gì họ cũng quy chụp cho bà Nguyễn Phương Hằng. Kể cả cái vụ mà đánh sập trang báo VOV, đích thân Trung tướng Tô Ân Sô cũng đã lên tiếng đánh sập VOV không liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tội phạm trải dài từ Nam ra Bắc, nó bị bắt nhóc hết trơn. Mà họ cũng nói là đánh sập VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Khi đưa ra tòa xét xử, họ cũng nói đối tượng ra hầu tòa vì đánh sập trang báo VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đấy, các trả lời. Rồi có cái bà nào lên kêu xử lý fan cuồng của bà Hằng, YouTube quay phim bà Hằng, khách mời bà Hằng, nhân viên bà Hằng. Đó, cái đủ thứ chứ. Cái gì của bà Hằng, quý khán giả thấy họ rất thích quy chụp. Như điển hình ông Năm Mực đó. Ông đó, quý khán giả, người có chức có quyền mà còn thích quy chụp cho người ta đó. Chưa gì hết trơn, nói chuyện như đúng rồi phát ngôn 331 rồi đó. Đẩy bà Hằng lên cái đỉnh điểm, mới cao trào, câu chuyện nó mới cao trào như ngày hôm nay, thấy không? Cho nên chúng ta cần phải thận trọng trong cái thời khắc này.
còn có mười mấy ngày nữa thôi thì bà Hằng sẽ chính thức hầu tò về cái phim phúc phẩm ha. Rồi bây giờ em xin phép tất cả quý khán giả nha, em sẽ để cái đoạn video lên đây để cho quý khán giả xem thử tham khảo cái video này, và em sẽ chỉnh cái tiếng cho nó nhỏ lại quý khán giả, cho nó thật sự nó nhỏ hơn là cái đoạn video em đang nói chuyện ha, chứ để nó lớn quá trong cái tiếng mà đánh lộn đập cửa rồi này kia thì YouTube nó quét cái bằng cái kênh em luôn. Dạ em chuyển cái màn hình nhỏ thôi ha, để cho quý khán giả cùng tham khảo. Đây, kính mời tất cả quý khán giả cùng xem cái video này. Đây, quý khán giả thấy cái đoạn video á, chỉ là nghe la thôi, nghe cái tiếng người phụ nữ la thôi. Và ở dưới thì bao nhiêu người không biết, nhưng mà phía dưới đường á, chỗ cạnh chiếc xe màu trắng đậu đó, thì tôi thấy có một người phụ nữ mặc đầm nữa, mà tôi không biết người phụ nữ này là người phụ nữ nào. Mình để mình đợi mình xem coi cái thông tin này nó có chính xác hay không nha quý khán giả. Còn cái người gửi video cho tôi đó thì họ nói đây là giang hồ kéo đến nhà của nam em. Còn tôi thì tôi chưa xác định cái thông tin này là 100% nha, tôi chưa có xác định nha. Nhưng mà tôi phải nói lại như vậy quý khán giả, cô nam em á thì phụ nữ có lúc phải buồn ha, phải cao trào. Nhiều quý khán giả thấy liên quan đến câu chuyện cá nhân đó thì ta cần lắm là một cái chỗ tựa. Mà chồng của cô nam em á thì lại phát ngôn thì tôi nói ối trời ôi luôn, lên trên mạng toàn là thể hiện mình là đàn anh lớn rồi này kia thôi, bố mày nói chuyện bố mày bố tao rồi lum, rồi tuyên bố là mùa là phép này kia cái nọ. Mấy người vậy tôi không ủng hộ đâu, cái đó tôi nói thật à, cái phát ngôn mà nói xem công chúng thường quá, phải không, xem quá thường. Quý khán giả thấy những người này làm sao mà đem ra so sánh với bà Nguyễn Phương Hằng được, không bao giờ có cửa nha. Bà Hằng á, trước tiên là bà Hằng phải dựng theo dư luận, dựng theo cộng đồng để bà nói chuyện nha. Và bà đấu tranh là đấu tranh với cái xấu để giành giật lại cái chân lý, cái sự thật cho cái người dân nghèo khổ, mà là đã là cái nạn nhân trong vấn đề để chữa bệnh nè, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nè, chứ bà Hằng không có tư lợi cá nhân, chúng ta phải nói là vậy, phải không? Nhưng mà trong cái thời điểm quan trọng này đó thì cái câu chuyện phải nói là quá ồn ào. Quý khán giả thấy tại sao mà tôi không nói về cái câu chuyện của cô ca sĩ nam em, về cái vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng? Tôi không muốn nói, tại vì mình nói ra nữa thì cái câu chuyện nó lớn nữa. Cũng như cái miếng bánh mà năm người ăn thì chia ra làm năm, còn nếu mà tôi nhào vô nữa thì cái miếng bánh nó chia làm sáu, mà thí dụ cái người nào khác nhào vô nữa thì nó chia ra làm bảy đó. Thì như vậy cái miếng bánh chia ra nhiều phần thì cái câu chuyện nó sẽ xé to xé nhỏ nữa, bắt đầu ngày ngày nó cao trào lên, người ta ảnh hưởng nữa, người ta nói thấy chưa, fan của bà Hằng đó, thấy không, hệ lụy của bà Hằng để lại đó, người ta cứ nói vậy, tội nghiệp bà Hằng lắm. Hai năm nay bà Hằng đâu có làm gì ai đâu, và bà cũng thừa nhận bản thân bà sai, xin lỗi các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Mà quý khán giả thấy bà Hằng đâu phải xin lỗi không, xin lỗi mà còn phải ở tù 3 năm nữa. Ông Hệ 14 tuổi ông ném tiền rồi xong xin lỗi cái là xong vô tư đúng không, mà cái người xúc phạm ông rồi, thấy không, là phải ở tù. Ông tiến sĩ Lực Hoàng Anh Quân nè, dính cái đơn tố cáo của ông Hệ 14 tuổi là phải ở tù 2 năm 6 tháng đó, bà Hằng cũng dính phải 3 năm trời. Quý khán giả thấy một số người họ có lỗi, họ xin lỗi thì họ bắt buộc mình phải chấp nhận. Còn bà Hằng xin lỗi đó đâu được,
bàn bá sai với luật pháp đó, đâu xin lỗi được. Còn ông này giữ tiền 14 tỷ đồng đó, xin lỗi rồi xong thôi, đâu ai được phép nói tới làm đơn tố cáo. Đấy quý khán giả thấy một cái câu chuyện như vậy, bởi vậy mà Hằng mà khóc tại tòa là tôi thấy hoàn toàn nó có cái căn cứ nha quý khán giả. Rồi đây sắp tới cái kẻ nào mà công kích xúc phạm vào phía gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng thì họ phải nhận một cái hình phạt thích đáng trước pháp luật, tương tự như bà Nguyễn Phương Hằng cho đến nặng hơn, thì dư luận và cộng đồng người ta mới đồng tình. Rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta cứ chờ đợi về cái thông tin của cô ca sĩ nam em này. Thật sự tôi thấy tôi quải của quý khán giả, quải chạy đậu luôn rồi. Tối qua thì tôi nghe livestream cô này cũng nhiều đó. À, tôi thấy cô nói chuyện cũng được quý khán giả nha, nói chuyện cũng được. Cũng đã biết rồi, đã biết sửa. À, lúc đầu mình thiếu kiềm chế này kia kia nọ. Thì thật sự bây giờ nó cũng như vậy, nó cũng hay rồi nha. Mình cũng mong là cơ quan chức năng có cái nhìn nhận thấu đáo. Ví dụ như cô này là nói chuyện không có động chạm đến ai, ví dụ như là một vài lời nói nó lỡ lời vượt qua cái lằn ranh của pháp lý thì có thể nhắc nhở, gặp đề giáo dục. Còn ví dụ nặng quá có thể phạt hành chính cho cô, để cho cô còn có cái cơ hội để sửa sai ha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe nha. Bye bye.